xin được mời hai em cùng tay song tay trong niềm vui hạnh phúc của mình và tiến lên phía trước một bước nào. Xin mời chú rể và cô dâu. Vâng, và hãy cúi đầu chào toàn thể quý vị quan khách kính mến thay cho lời cảm ơn. Còn những nghi thức quan trọng nhất trong ngày thành hôn của Huy Hoàng và Nguyễn Phương của ban tổ chức chúng tôi cũng xin phép được bắt đầu. 1, 2, 3, come on. Kính thưa quý vị, quan khách kính mến, như những cánh thiệp hồng xinh xắn mà gia đình chúng tôi đã trân trọng báo tin tới toàn thể khách quý, hôm nay chính là ngày tốt tháng lành, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương cũng như là sự nhất trí của hai bên gia đình đã tác hợp để tổ chức buổi lễ thành hôn, vun đắp tình yêu và xây dựng hạnh phúc trong năm cho hai người con của mình, chú rể Huy Hoàng Sánh Viên cùng cô dâu Nguyễn Phương. Và bây giờ một lần nữa để cảm ơn toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị cũng như các bạn trẻ đã bớt chút thời gian và ngọc đến chung vui. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong ngày cưới. Xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về phía đài hoa chúc và cùng nghe ý kiến phát biểu cảm ơn của vị đại diện cho hai bên gia đình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Đông, người thay lời gia đình họ trai và cũng là người thay lời hai họ có ý kiến phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại diện cho hai họ, hai gia đình cùng toàn thể quý vị thân nhân bạn bè của hai gia đình và hai cháu Hoàng Phương. Qua sự tìm hiểu của hai cháu Hoàng Phương được sự đồng ý của hai họ và hai gia đình, ông bà Huy và ông bà Khương, sự công nhận của chính quyền, hôm nay ông bà Huy, ông bà Khương kết hợp tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hoàng Phương. Tôi thay mặt hai gia đình xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại diện hai họ, hai gia đình cũng như thân nhân bạn bè của hai gia đình và hai cháu đã không quản đường xá xa xôi, thời gian bận mãi về đây chung vui cùng hai gia đình chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu Hoàng Phương. Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, thành đạt trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, quý vị, chúng ta vừa nghe phần phát biểu rất là chân thành, nhưng cũng đầy ý nghĩa mà ông Nguyễn Văn Đông, vì đại diện cho hai bên gia đình cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp đã gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong tiệc cưới buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Đông là người đại diện gia đình họ trai. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Kham là người đại diện cho gia đình họ gái. Sau đây trân trọng kính mời hai vị đại diện cho hai bên gia đình cùng bước lên phía trước ạ. Xin kính mời hai ông cùng bước lên phía trước và hai ông cùng tiến lại bên nhau và cùng nắm tay nhau thật chặt, thể hiện tình đoàn kết quý gia, và đồng thời trân trọng kính mời hai ông cùng trở lại bàn tiệc và cùng chung vui với toàn thể quý vị. Xin cảm ơn một lần nữa. Và bây giờ thưa quý vị, một kiến thức quan trọng nữa xin được cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin được mời Huy Hoàng và Nguyễn Phương trong niềm vui hạnh phúc của mình cùng tay song tay và cùng tiến lại bên tháp rượu nào. Một tháp rượu thật đẹp, thật trang trọng và cũng thật nhiều ý nghĩa, cùng khai sân banh về ngày cưới. Và sau khi khui xung quanh thì sẽ dâng lên cho cha mẹ để cảm ơn công lao sinh thành tiếp tục và vun đắp tình yêu để cho cô dâu chú rể có được ngày vui hạnh phúc như ngày hôm nay, một ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời của cô dâu chú rể, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2020. I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found it. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi cô dâu và chú rể trong niềm vui hạnh phúc của mình khai rượu sân banh vào ngày cưới, thì thưa quý vị,
chúng tôi cũng xin phép được thưa cùng với quý vị lúc này đứng ngay bên cạnh những người thực hiện chương trình chúng tôi, đó chính là tứ thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể, ông Bùi Văn Huy và bà Trần Thị Tuyển là song thân của chú rể. Bên tay trái đó chính là ông Nguyễn Văn Khương và bà Dương Thị Lý là song thân của cô dâu, với một niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn phải không ạ? Bởi vì xét đến cùng thì không vui, không hạnh phúc sao được khi chính những người con mình mang nặng đẻ đau, nuôi dạy khôn lớn thành người và vun đắp tình yêu để hôm nay có được ngày vui hạnh phúc, có được ngày thật nhiều niềm vui. Và đây cũng chính là ngày cô dâu chú rể được yên bề gia thất nên duyên vợ chồng, để cảm ơn công lao của cha của mẹ như vậy. Thì bây giờ xin mời cô dâu chú rể cùng hai tay trân trọng kính mời rượu cha mẹ, trước hết là mời gia đình họ Sai. Cô dâu trân trọng và mời mẹ chú rể trân trọng mời cha. Vâng, niềm vui lớn nhất và niềm hạnh phúc tự hào lớn nhất của cha mẹ đó là những người con của mình hôm nay khôn lớn trưởng thành yên bề gia thất. Vâng, niềm vui, niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người làm cha làm mẹ phải không thưa quý vị? Và xin được tuyên công lao của cha của mẹ với những người rượu hạnh phúc mà cô dâu chú rể trân trọng kính mời. Bây giờ thì phần mời rượu cha mẹ gia đình họ gái, cô dâu trân trọng và kính mời mẹ và chú rể trân trọng kính mời cha. Xin mời hai em. Và tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về ống kính và xin mời cha mẹ cũng vậy cười tươi và xin cảm ơn. Và bây giờ chú rể huy hoàng với bó hoa thật tươi thắm và trở lại ngay bên cạnh cô dâu nào. Chúng tôi xin mời cô chú anh chị cũng như các bạn chúng ta rót đầy những ly rượu, ly bia và ly nước ngọt của mình ra đi ạ. Và bây giờ thưa quý vị, để chúc mừng cho hai gia đình có dấu hiền để thảo thì chúng tôi xin được kính mời cha mẹ của cô dâu chú rể cùng bước lên phía trước hai bước chân và quý vị chúng ta cùng tiến lại bên nhau để uống một ly rượu thật nhiều ý nghĩa. Đây chính là ly rượu kinh nghiệm sinh ra và chúng tôi đếm rất mong quý vị các anh chị và các bạn chúng ta ủng hộ nào. 1 2 3. Cùng hướng về phía đại hoa trúc, chúng ta chứng kiến đôi trai tài gái sắc uống ly rượu hạnh phúc, ly rượu giao bôi trong ngày cưới hôm nay. Nào, 3 2 1.
các anh chị và các bạn thân mến. Mặc dù những nghi thức là trong ngày thành hôn của cô dâu vào chương trình ngắn gọn thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chứa được nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc đối với hai bên gia đình, đặc biệt là đối với cô dâu chú rể ngày mà Huy Hoàng và Nguyễn Phương được là kết tóc xe tơ lên cưới chồng vợ. Và trước khi đôi bạn trẻ cùng bạn trẻ đặt bàn tiệc để nhận những lời chúc phúc và cảm ơn quý vị đã đến chung vui, thưa quý vị, xin phép là nhịp cầu nối xin được thay lời cho toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn có mặt tại nơi đây, và xin được thay lời cho toàn thể anh chị em phục vụ chương trình buổi lễ. Đó là dịch vụ tiệc cưới An Vui, ban nhạc Anh Hào và Studio Áo Cưới Vân xin được chúc cho hai em được bình yên, may phúc, hạnh phúc trong năm và luôn gặp được điều may trong cuộc sống và trong công việc của mình. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng hướng về phía đài hoa chúc và hãy là mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Mời sống ở đây thật lớn để không, thưa quý vị, mời sống ở đây thật lớn nào. Và xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn, và xin được mời cô dâu chú rể cùng trải lòng bàn tiệc. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và trước khi đến với chương trình giao lưu văn nghệ để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày cưới, một lần nữa xin được thay lời cho toàn thể anh chị em phục vụ chương trình buổi lễ xin được kính chúc toàn thể quý vị quan khách cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống, và chúc cho quý vị có một bữa tiệc cưới buổi trưa hôm nay thật ngon miệng, thật ý nghĩa, và khi chúng ta dùng tiệc ra về được thuận lợi nhanh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.